Xin chào các bạn, mình là Tuấn Đức và các bạn bè thường gọi mình là Justin Socola hoặc là Justin hoặc là Socola. Cũng có vài người gọi là Đức hoặc là mọi người gọi thế nào cũng được. Và hôm nay là ngày đầu tiên làm vlog của mình nên là mình có thể sẽ kiểu hơi nhạt một tí và có thể là chưa có nhiều kinh nghiệm dày dặn lắm nên là mình có thể mình đeo vlog nên là các mong các bạn bỏ qua cho. Với cả hôm nay là chắc là các bạn chưa biết gì về mình đúng không? Tại vì là thế nên là mình sẽ cho các bạn 6 điều các bạn nên biết về mình. Bắt đầu nhá. 1. Mình là một cái đứa rất là vô duyên khi ngủ. Để mình cho ví dụ. Đau bụng vẫn đái. Rồi, bây giờ bom không có sao mà có con em nó nằm cạnh trong nhà bây giờ. Thôi đã cả rồi. Mùi gì mà không yếu chưa nổ được. Ai thả bom đấy nhở? Em ơi em, không phải anh đâu. Anh đột kia về tổ đấy. Không phải anh, Robby. Thứ hai là mình là một cái điều rất là hay kiểu luôn thức đêm ấy. Ngày nào mình cũng thức đêm luôn. Kiểu làm con ma cá rồng. Xong rồi thức mình thức từ từ 12 giờ đến có lúc đến qua đêm luôn. Nhưng mà có khổ, khổ một nỗi là mình không bao giờ dám đi vệ sinh vào buổi đêm. Tại vì là mình mắc bệnh sợ ma các bạn ạ. Kiểu cứ xem mấy cái phim ma, cứ thấy nó xuất hiện vào ở nhà vệ sinh ấy. Ôi dồi, sợ vãi cả đái luôn. Rồi xong rồi mình lúc nào mình đi lên phòng bố mẹ nhá. Xong rồi bảo uống mỗi cái cốc trà lá rồi bắt bố mẹ mình phải đưa mình xuống rồi. Ngay chửi cả đêm luôn. Tại vì là rất là hay làm phiền bố mẹ. Kiểu là mình là một cái đứa có thể là mình sẽ chắc là chắc về sau cưới vợ chắc cũng ở với phòng bố mẹ thôi. Còn thứ ba là mình là một cái đứa cực kỳ học ngu văn. Các bạn có biết là học kỳ một văn mình chỉ có được mỗi hình như là bao nhiêu nhỉ, 5,1 thôi. Xong rồi giữa học kỳ một mình được 3,3, kiểu chẳng mơ biết làm văn luôn. Làm văn thì kiểu viết là để mình ví dụ cho các bạn nhé. Trời hôm nay xanh đẹp. Em buồn đi. Ỉa. Sao bảo? Hay. Trời hôm nay xanh đẹp. Em buồn đi ỉa. Cô em nộp bài ạ. Hả? Cái gì đây? Tôi đau tim quá. Ôi dồi ôi. Trời hôm nay khách đẹp tôi buồn đi ỉa. À em cô có nhiều lúc cô buồn đi ỉa đấy. Thứ tư là mình là một cái đứa cực kỳ sợ ma. Như mình lúc mới mình vừa mới nhắc ở cái phần thứ hai kiểu mình xem phim. Ôi dồi ôi, chị mình toàn dọa mình thôi. Xong rồi kiểu vào thang máy lại nghĩ đến con ma trong thang máy, nó sợ quá phải đi bộ xuống. Thế là bờ chân gãy rời rạc đi rồi. Xong rồi mình là một cái đứa cực kỳ sợ ma. Nhưng mà đặc tính của Việt Nam là Việt Nam có nhiều người sợ ma nhưng mà vẫn thích xem phim ma, kiểu như mình này. Trời ơi, kiểu hùng hổ trước con gái là ui dồi ôi tao sợ cái gì. Sợ mỗi cái thằng bất nạt thôi. Chứ sợ ma thì thôi. Vào sau buổi đêm thì kiểu như này. Các bạn
kiểu chưa ai dọa mà đã sợ ma rồi. Các bạn phải hiểu, hiểu là ai mà gặp mình, ai mà xem cái clip của mình nhá, thì đừng mà dọa ma mình không, mình bị chết thì các bạn đền tiền đấy các bạn ạ. Với cả quay trở lại vấn đề chính là chủ yếu là mình sợ ma thôi, chứ sợ rắn chết nữa, rồi sợ cực kỳ luôn, sợ cứ chạm vào con gì là cứ chạm vào mấy con kiểu là run hoặc là rắn ấy hoặc là rết một phát giật tung người luôn. Với cả bây giờ là về điều thứ năm thì là mình là một có chắc các bạn nếu ai mà thành soi ấy, thì chắc các bạn biết là mình có một cái kiểu răng xích đúng không, kiểu mình nói kiểu gió nó vào nên là nó kiểu nói kiểu ngọng ngọng cái gì ấy. Mình cho các bạn xem này. Ê. Và xong, và đến thứ sáu là mình là có một cái tật rất là hay, kiểu rất là hay dị luôn, kiểu mình rất hay kiểu sàm sỡ, thì cái đấy cũng chẳng cái gì là đáng khen cả. Tại vì là mình thấy ai xin thì mình kiểu phản ứng của mình thôi, kiểu mình thấy như thế mình kiểu không kìm chế nổi ấy. Thế nên bây giờ mình mới đang học cái hóa học tránh sàm sỡ người phụ nữ, chỉ sàm sỡ người già. Và xong, hôm nay vlog mình chỉ đến thế thôi, và cảm ơn các bạn.